Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4, nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả bạn một clip Vered phun đá mà lên đô theo kiểu Nakaroth thì nó sẽ như thế nào. Như những clip trước thì Vered mình đã lên những build gọi là semi tánh, hoặc là mình đã hướng dẫn các bạn rất nhiều clip rồi. Những clip này rất đặc biệt và mình sẽ cho các bạn tham chiếu một build gọi là phun đám thì Vered sẽ chơi như thế nào. Chắc chắn rồi, Vered phun đám đầy rồi. Ủi rồi, ôi choáng choáng chiêu hay rồi, bạch ra đi một em một mảng ngon ư các bạn nhé. Đầu game thì nó chỉ là có lượng đám cơ bản thôi, cho nên không có việc gì hết. Mình sẽ tận dụng cái điểm mạnh của Vered, đó chính là sẽ đi đánh nhau ở đầu game bằng cái việc di chuyển vào khu rừng của nó khi ăn xong con bùa. Khi ăn trong những con bùa các bạn nhé, chúng ta giải đoạn đầu game bắt buộc phải di chuyển vào trong rừng hoặc là tìm mọi lý do để chúng ta đánh nhau hoặc chủ động mở đồng của combat. Bạn nào mà chơi Vered mà để cho dừa game mới đi combat tổng thì thực sự các bạn bị phí phạm một cái lượng sức mạnh ở giai đoạn đầu game đâu. Bởi vì giai đoạn đầu game Vered như cái nội tài của nó, khi trúng càng nhiều người thì cái lượng hôi máu của nó càng tốt, thì chúng ta sẽ phải tập trung đánh nhau thật nhiều các bạn nhé. Đấy, ôi trời, zip của chúng tôi à. Đấy, cho nên là ngày hôm qua khi mình vừa làm clip giấy viết xong với cái build đấy thì không biết có bạn nào chơi game tối qua lúc khung giờ 9 đến 11 giờ đêm ấy, thì nói chung mình có gặp ba bạn đánh giấy viết rất hay và lên build EC của mình luôn. Thì mình không biết các bạn có xem clip của mình để chơi hay không, nhưng mình thấy các bạn chơi rất hay, cực kỳ hay luôn. Và nếu các bạn nào gặp pain ấy thì thực sự là mình đấy, nói chung là mình đang luyện mấy cái tập mình đang luyện bằng những bằng cái máy khác, cho nên là mình đang đánh pain nói chung là rất là bá đạo các bạn nhá. Đấy, không có bạn nào mà gặp pain của Kang Lao mà thua thì các bạn không xá đâu, là mình đấy. Cho nên là, nhưng mà mình thấy các bạn chơi giấy fit rất là tốt các bạn nhá, rất là tuyệt vời. Còn hy vọng clip Vered này thì không biết là các bạn có gặp các bạn không, nhưng sau clip full đám này mình nghĩ nói chung đấy một cái luồng gió mới. Nhưng chắc chắn rồi, cái điểm mạnh của Vered thì chỗ đầu và giữa game các bạn nhé. Late game các bạn đừng tính tiền, không tính tiền đâu. Late game thì nói chung là rất là dễ chết, các bạn nên nhớ điều đấy. Nhưng các bạn hãy xem clip full đam này của mình, nó sẽ bả đảo như thế nào các bạn nhé. Trên từng hạt gạo luôn các bạn ạ, gọi là trên từng hạt gạo luôn, gọi là Vered mà lên đô ná cái rót thì các bạn phải hiểu như thế nào đấy. Đấy, một quyệt một combo ra đi một em luôn các bạn nhé, một combo là ra đi một em luôn, rất là easy và đơn giản. Và các bạn nào có nhu cầu mua nick thì đừng quên hãy lên shop mình sẽ vn hoặc là nhắn tin qua số Zalo của mình đại chó là các bạn nhé, để có thể là tham khảo nick và ấy. Còn trận đấu này thì đối đầu với Nakaroth và cách chơi Vered thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần thể ở đâu đánh nhau thì các bạn sẽ đến. Cách combo của nó thì cách ra vào đó chính là dùng chiêu 3 các bạn nhé, chiêu 3 xong kích hoạt luôn chiêu 2 đánh thương. Đấy rồi, từ từ rồi, chiêu 2 một đấm ủi rồi một nửa cái máu các bạn ạ. Mới có đơn giản thôi, vừa chỉ mới có kiếm thôi các bạn ạ, chứ có đồ gì đâu. Mình thêm một build nữa thì khả năng là một combo chết một người thôi, không cần để đến combo thứ hai các bạn nhé. Đấy, cách la vào của Vered rất đơn giản, đó chính là chiêu 3 của nó thì các bạn dùng trật nữa các bạn. Chiêu 3 của nó là một trong những cái chiêu thức dùng trật còn khó hơn cả dùng trúng. Đấy, cho nên chúng ta kích hoạt chiêu 3 trước, gây sát thương và kích hoạt luôn chiêu 2 đánh thương. Chiêu 1 đánh thương, xong một cái nội tài. Thế nói chung là combo của nó đơn giản như vậy thôi. Và khi các bạn quẹt combo nội tài trúng thì nó sẽ được hồi chiếu tất cả các chiêu thức nữa các bạn. Nó rất là bá đạo, rất mạnh các bạn nhé. Này cái thằng Văn Hèn ấy, tao có 3 nội tài là tao quật mi đi luôn á. Đấy, cho nên là các bạn chơi Vered, nói chung bạn nào mới chơi thì mình sẽ không nói, những ngày nay thì quá thương. Nhưng những bạn nào chơi Vered thì các bạn thử chơi, thì nói chung là cứ đến đo đánh thứ 5 ấy, gọi là có 4 nội tài thôi, thì nó sẽ bắt đầu là sẽ tích hoặc cái nội tài. Và lúc đó thì chúng ta phụ thuộc vào cái di chuyển các bạn nhé. Đấy, Vered chúng ta chơi bằng phụ thuộc vào di chuyển bằng cái nội tài. Còn những chiêu thức thì chúng ta sẽ đánh những kỹ năng bình thường thôi. Cho nên các bạn chơi Vered bắt buộc phải phụ thuộc vào kỹ năng di chuyển nữa, giống như các vị tướng như Superman này, Florentino này. Đấy,
chúng ta phải phụ thuộc rất nhiều, cho nên là cũng tương tự nôm na rất khó chơi. Đây, một bạch chứ. Ủi dồi ôi, ôi, chán cái thằng Grax. Ôi, về thằng Zip. Grax CP với thằng Zip limit à? Rồi, không quan tâm các bạn ạ. À. Đây, chúng ta vẫn cứ vào khu rừng của nó tiếp các bạn nhé. Đây, để có thằng nào bẻ mạng. Một combo là ra đi một em thôi. Tánh hay là không tánh là cùng như vậy các bạn nhé. Giá tá này. Đây, từ từ đây, giá tá. À, bay về chúng tôi. Rồi, hết chưa ba nhá. Chạy đâu con sâu. Hết chưa ba đâu, chạy đâu. Chạy về chúng tôi này. Chạy về chúng tôi này, đấy. Rất là mạnh các bạn nhé, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, chưa ba con Zip ra từ mình phải chơi cho trúng. Rồi, chiều 2 ra đi một em. Thằng bắn hén làm gì? 1 3 4 rồi, quẹt rồi tiếp nổi tại. Mạnh các bạn. Rất là mạnh nhé. Nhưng mà đơn giản thôi, Zip rất là dễ chết, nếu cứ phá là có thêm một thằng nữa thì khả năng mình sẽ hẻo rất là ấy đấy. Đấy cho nên là đây chỉ là một clip hy vọng các bạn có thể tham khảo thôi. Cho nên là thực sự rất là dễ chết nhá. Bạn nào mà kiểu chơi không quen con Velvet nhé thì rất là dễ chết nhá. Ui, lệnh build này thì nó bốc hơi hơn, nhanh hơn cả cái thằng xạ thủ, bởi vì đây là một vị tướng lao lên cần chiến, cho nên là các bạn phải cân nhắc. Đây là một clip tham khảo. Bạn nào mà cứng tay thôi ấy thì các bạn chơi build này thì các bạn sẽ thấy khác biệt luôn. Mạnh cực kỳ luôn các bạn ạ. Mạnh bá đạo, mạnh bá chạy luôn. Đấy. Thì giai đoạn cách chơi di chuyển Vezret thì đơn giản thôi. Nói chung là như mình đã nói từ đầu rồi, chỗ nào có đánh nhau thì chỗ đó có Vezret. Chúng ta sẽ di chuyển xuyên suốt bản đồ và tập farm xong bắt đầu là di chuyển đánh nhau. Đấy. Cho nên là cứ gặp nó đánh thôi. Bởi vì tận dụng khi team địch chưa có build đồ chống hôi máu thì đó là lúc Vezret càng mạnh. Còn Vezret bị chống hôi máu rồi thì lúc đó thì Vezret nó sẽ yếu đi. Nôm na các vị tướng mà có hôi máu ấy thì chúng ta tận dụng những cái giai đoạn mà team địch chưa có. Ủi rồi, nạc cái đó chiếu thức đâu. Đây làm gì có chiếu thức này. Rồi chưa ba này, chào em này. Đây thằng từ một chút. 4 3, khi nào hôi cho 2 mình bay cho 3 này. Rồi bay chiếu 2 rồi, chết một combo các bạn thấy không? Chưa đến một combo đã chết các bạn ạ. Nó mạnh kinh gì luôn. Đây mới có mấy 2 build rưỡi thôi. Thì mình lên full độ đây này, có nánh như đâu, có nánh như đâu các bạn nhá. Nánh rồi, từ bình tĩnh lưu một chút nha, bình tĩnh này. Từ từ lưu một chút chiếu 2 hôi này. Thằng giá ta bay, để cho nó bay hết này. Rồi bay hết, bay chán nhá nè. Rồi bay chán rồi thì ta bay. Rồi chưa ba, một phát. Rồi thêm thằng Grax nữa. Một kéo, một công nội tài. Chưa kịp cái nội tài đã chết các bạn. Rất là mạnh nhá. Hiện tại mình ăn 11-0 rồi anh em ạ. Rất là kinh dị. Thì nói chung là ngày hôm qua các bạn, mình gặp, mình làm clip Zephyr 6 ấy. Thì đúng là công nhận mình có một cái trận bị một cái bản Zephyr lên build giống mình ấy. Mình bị hành ở đâu game. Khổ thật đấy. Thằng Pain các bạn, hôm qua mình đánh con Pain, gặp thằng Zephyr nó mạnh, nó lên cái lưu Leviathan ấy. Nó trâu kiểu gì. Bị bản hành cho là không ba đâu game rồi, mình là thật toán rồi. Trận này toang rồi, nhìn build đồ quen mà clip mình vừa và ra cái thằng Zephyr mấy hồi này luôn. Build đồ mạnh đúng liên ý xì cái build đồ của mình trong clip luôn. Không biết các bạn có xem clip của mình vào chơi không thì mình không biết. Nhưng mình nói ơi toang rồi, đánh Zephyr cái kiểu mình vừa hướng dẫn thế này toang rồi. Nhưng mà khổ nổi một cái ấy là nói chung cái dàn đấu game thì mình thua thật, nhưng mà xong bắt đầu mình kết hợp cái di chuyển lại ấy, bắt đầu mình bỏ giải phít đi, mình đi ăn những cái vị tướng khác, cuối cùng là trận đó mình thắng đó rồi, cười bò luôn. Xong hai trận sau liên tiếp vẫn gặp tiếp hai bàn giải phít, cho nên các bạn nào có coi clip này thì yên tâm đi, hôm qua là cơn lao đỉnh phết nhá, các bạn không phải lo đâu. Rất là hay các bạn ạ, thực sự là kiểu làm những clip hướng dẫn xong gặp những cái bàn vào chơi đánh cảm giác nó được phế như nào, cái bị nhái hành các bạn ạ. Cho nên hy vọng là không biết là tối đi có gặp clip Vezret full đám hành mình hay không nhá. Nhưng mà mình đang luyện con Pain nhá. Dạo gần đây mình đang luyện con Pain nó rất là mạnh, bởi vì nó được búp lại sức mạnh các bạn. Chứ một của nó thì nó chúng được giảm 40% sát thương nè, rồi các đòn đánh của nó. Nếu con Pain có nhiều điều để nói lắm, khi nào mình làm clip Pain mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thực sự là một vị tướng rất là mạnh ở trong môn này, và đặc biệt chuẩn bị tới đấy con Triệu Vấn các bạn nhé. Ui trời ơi, con Triệu Vấn mới gọi là con bà đạo nè. Triệu Vấn nó mới gọi là con bà đạo, được búp tất cả sát thương từng chiêu thức luôn. Trời ơi, để vài bữa mình chơi Triệu Vấn các bạn xem. Đấy. Rồi không đợi, không tới tâm đâu. Hiện tại bây giờ 12-0-0 các bạn nhé. Đấy, rất là mạnh. Thì hy vọng cái build này mình đang tận dụng hết sức tối đa, gọi là giai đoạn đâu bây giờ cái mình đang đi team đánh nhau các bạn. Này dư mình đang đi team đánh nhau này dư. Cái gì đấy? Rồi, sao? Cái gì? Tao còn băng sướng nhá. Thằng giá ta không kịp bay anh em ạ. Mình có băng sướng để chơi hồi bảo thôi. Đấy. Cho nên là khi các bạn chơi Vezret full đám ấy thì mình chỉ hy vọng mong muốn các bạn hãy team đánh nhau từ đâu đến dừa game các bạn nhé. Tận dụng hết sức có thể. Farm xong là phải đi team đánh nhau bằng được. Bởi vì nếu các bạn vấn đề càng cuối game thì nó càng yếu, Vezret càng yếu và hầu như không được chơi game nữa các bạn nhé. Cho nên các bạn hãy nhớ cái điều đấy. Rồi thì mình nghỉ clip này hơi dài. Thì xin chúc các bạn hãy xem những cái siêu phẩm sau này các bạn nhé. Đừng quên hãy để lại cho mình một lời comment các bạn nhé.
Đâu, cảm ơn các bạn rất nhiều và tất cả các bạn hãy mãi yêu. Bye bye. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Ooh. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone.
what's up.